Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình cả bố mình sẽ đi quăng chài để kiếm một ít cá về ăn nha các bạn nhá. Thì đang tiến hành đi ra chỗ quăng chài các bạn. Đây các bạn ơi, đây là ở chỗ mình thì đây là gọi là cái chài, còn ở chỗ các bạn thì mình cũng không biết là gọi là cái gì, nhưng ở chỗ mình là đây là cái chài nhá các bạn nhá. Thì khi quăng ra thì nó sẽ ra thành một hình tròn. Thì khi đó nó sẽ chìm xuống và cá nó sẽ vào nha các bạn nhé. Thì đang làm bước giữ cá đến nha các bạn nhé. Thì đây là những cái mồi thơm thì cá nó sẽ đến ăn, thì khi đó mình quăng thì sẽ được cá xác suất cao hơn các bạn ạ. Thì đây là bố mình đang ra chài và làm các bước để quăng nha các bạn nhé. Khi chúng ta sắp chài đều thì người quăng thì nó mới thành hình tròn rồi các bạn ạ. Đây các bạn thấy này, mới như quăng mẻ đầu mà đã được nhiều này rồi các bạn ạ. Đổ rô phi quá nhỉ. Đổ rô phi đây. Đây là một cái chài. Các bạn là nhìn một mẻ mà phải tầm hơn chục con rồi các bạn ạ. Cháu nói gì cứ nói. Trời ơi, mẻ cá siêu kinh khủng. Con này 3-4 nặng rồi. Long quá nhỉ. Anh ơi, anh thả chấm trước đi nhỉ. Cháu quay cháu ấy ầm. Nó to bằng một bàn tay của mình nhá các bạn nhá. Một mẻ chài làm một yên cá các bạn. Thank you.
mẻ đầu tiên mà đã được nhiều cá rồi các bạn ạ. Một bẻ hay hai bẻ anh? Có một tháng sau để mình tịnh lại xem là mình cho ăn cám cho nó tốc độ nó lớn nó như nào. Mấy con này tí nữa chết cho vào lấu chua anh ạ. Ok. Còn ta chấm thì thôi thả thôi. Con chấm bé quá. Còn rau phi tí nữa rán dở lên cũng. Bây giờ ông anh mình có cái mô hình VAC khoảng tầm hơn 3 mẫu. Mấy mẫu. Thì hầu như vừa nãy mình tưởng là quăng một mẻ thì nó được ít các bạn. Nhưng đây một mẻ thôi. Nó được số lượng cân này rồi. Thì nên là mình chỉ quăng một mẻ thôi nhá các bạn nhá. Tầng này thì nhà mình ăn để tủ lạnh ăn 2 bữa rồi. Ăn quăng mẻ thôi nhá. Vâng. Thì hôm nay mình cho các bạn xem đi quăng chài thì các bạn nếu thấy video của mình hay thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp theo cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.